Xin chào các bạn. Thì bài hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thức để mà các bạn làm một cái bài báo cáo thực hành. Cách thức để cho các bạn thiết kế mạch cứng và các bạn vẽ sơ đồ mô phỏng thông qua cái sơ đồ có sẵn. Đấy. Và các bạn sẽ viết cốt như thế nào thì phần này tôi sẽ chỉ cho các bạn. Và cái đề tài ngày hôm nay chúng ta cũng mới tìm hiểu là ma trận bàn phím 2x2 điều khiển led Cooper 888 sử dụng vi điều khiển là BIC 16F877A. Và chúng ta sẽ cùng vào ba phần. Phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về các linh kiện cần phải sử dụng. Phần thứ hai là chúng ta vẽ sơ đồ, chúng ta thực hiện tìm hiểu về mặt nguyên lý. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ viết cốt và chúng ta sẽ tổng kết lại cái bài báo cáo này. Bây giờ chúng ta hãy vào từng phần nhé. Chúng ta vào phần thứ nhất, đó là các linh kiện trong mạch. Thì linh kiện trong mạch đó là pick. Thì con pick này là nó gồm 35 lệnh có độ dài là 14 bit và mỗi lệnh đều thực thi ở một chu kỳ xung clock. Tốc độ tối đa cho phép là 20 MHz với chu kỳ lệnh là 200 nano giây, đúng không? Bộ nhớ là 8 nhân 14 bit, bộ nhớ dữ liệu là 366 nhân 8 và RAM. Cái này các bạn là lưu ý nó để chúng ta lập trình, chúng ta lưu ý những các thông số này để cho chúng ta là lập trình trên 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 học ngữ, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta lập trình trên PC là trên 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 compiler C ấy thì chúng ta không không cần phải quan tâm đến những cái thông số này. Còn này chúng ta sẽ lướt qua, chúng ta qua cái sơ đồ chân của nó. Nó có rất nhiều dạng khác nhau. Ở đây chúng ta còn nhớ đó là nó có thanh khối ngoại vi là một này, khối giao tiếp nối tiếp là hai này, các khối bot xuất nhập là ba này. Chúng ta nhớ ba điều kiện đó thôi mà không nhớ nhiều nữa, đúng không? Ở chức năng chân của nó, ở đây chúng ta lưu ý này, cái chức năng chân này, chân số 1 có hai chức năng, một là ngõ vào reset tích cực ở mức thấp và ngõ vào nhận diện điện áp lập trình khi mà chúng ta lập trình cho bit, đúng không? Và cái chân số 7 chân r ra5 này, an4 này, ss này, thì chân số 7 là xuất nhập số, đúng không? Có phải chân số 7 không? Đây, đúng không? Chân số 7. Chân số 7 là xuất nhập số ngõ vào tương tự của kênh kênh 4 và ngõ vào SDI phụ ngõ ra của bộ so sánh 2, đúng không? Chúng ta phần này cũng tự động lướt qua và mình trên này thì mạng nó có rất nhiều, các bạn chỉ copy lại thôi. Và các bạn lưu ý là các bạn lưu ý dùng cho tôi là cách trình bày cái bảng báo cáo này. Được không? Ok. Cái phần tiếp theo đó là IC7805. Chức năng của con IC này người ta còn gọi là ổn áp và sơ đồ nó như sau. Nó gồm có hai trục C1 và C0, 0,33 microfarad và 0,1 microfarad. Nó có chân đầu vào input và đầu ra output. Chúng ta trên mạch cứng thì chúng ta thấy là input RND là chân ở giữa và output đấy. Và chúng ta nên nhớ là nó ổn định điện áp ở mức 5V. Nhiều bạn là cái mạch 9V mà chúng ta sử dụng cái con điện áp cố định này, ổn áp này là chưa đúng, đúng không? Bởi vì là nó 5V này, đúng không? Dòng ra của nó là chỉ 1 A thôi. Đấy. Và điện trở, cái này mình không 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 cần phải nói rồi. Cái này quá quá rõ rồi. Tụ điện thì nó dùng để lọc nguồn và nó nối tầng tín hiệu. Đối với điện áp xoay chiều thì nó dẫn điện, còn điện áp một chiều thì nó trở thành là cái tụ lọc. Tụ lọc thì nó gồm có tụ hóa và tụ gốm được sử dụng trong trong cái mạch này. Thạch anh nó là một cái khối đá thạch anh được mài phẳng đấy, và chính xác mục đích của nó là để tạo dao động, thế thôi.
không? Mà nhớ như thế thôi là ổn rồi. Đây là sơ đồ của thằng anh. Nó đang ở led đơn. Là cấu tạo của led đơn này. Này không còn phải nói nhiều, lướt qua thôi. Nguyên tắc hoạt động của led là lướt qua thôi. Thì trong khi mà chúng ta mà viết báo cáo ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta viết nhiều thuật toán, viết nhiều code, viết nhiều cái phần mà chúng ta thiết kế này, chứ chúng ta ít lướt bớt đi cái phần này. Ví dụ như trong bảng báo cáo này phần này quá nhiều là lướt bớt đi. Trong bảng báo cáo này mình lấy từ một người bạn của mình, cho nên là bạn ấy chưa chỉnh sửa mấy phần trình trở này, mình nghĩ là nó quá quen thuộc rồi, bỏ đi, tụ điện rồi bỏ đi, nó không 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 nên nói làm gì. Đấy, tiếp theo là phần thiết kế mạch và thực thi. Ở đây chúng ta sẽ có ba sơ đồ như sau. Sơ đồ thứ nhất là sơ đồ khối nguồn. Khối nguồn nó gồm là 7805 và C1 trở 10 microfarad, C1 và C2, cái R100. Và chúng ta nối y hệt như thế này. Chốc nữa mình sẽ có một cái bài riêng để chỉ cho các bạn vẽ cái khối nguồn này. Nếu bạn nào chưa biết vẽ. Đấy. Và cái khối vi điều khiển của nó. Khối vi điều khiển. Đây là cái khối vi điều khiển. Bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ vẽ chân số 1 nối với trở 10K. Nhìn con trỏ này. Đấy. 74HC245 thì nó nối lần lượt với chân 30 nối với chân số 2 A0 tương ứng của 74HC245. Chân B6 nối với chân số 3 của A1 của 74HC45. Và chúng ta tương tự như thế, chúng ta nối như trong hình này cho tôi. Và tôi nói rồi đấy, tôi sẽ có một cái bài cụ thể để tôi giới thiệu cái này, tôi chạy cốt cho các bạn thấy. Và tiếp theo là nối bất chân. Nối bấm cho nó. Đấy. Nối thằng anh. Đó là cái khối vi điều khiển. Khối hiển thị. Cái khối hiển thị này là khối đặc biệt quan trọng. Bạn nào không biết làm khối hiển thị này là xem như là thất bại. Thì khối hiển thị thì nó gồm có 4 con 74HC595. 74HC595. Chân số 9 của 74HC595 thứ nhất nối với chân số 14 của 74HC595 thứ hai. Và tương tự như thế. Và chúng ta sẽ nối cái thế vào. Chúng ta sẽ dùng dâm, đúng không? Dùng dâm. Nếu chúng ta thực hiện ở mạch cứng, chúng ta sẽ dùng dâm để nối với lần lượt Q0, Q1, Q2, Q3 tương ứng với các chân số 15, 1, 2, 3 của cái 74HC595 này. Đây, chúng ta vừa rồi là mình nói một bên thôi. Mình đang nói một bên của con của cái khối hiển thị này thôi. Nó gồm có 4 con 74HC595 và cái khối thứ hai của nó. Khối thứ hai nó cũng nối tương tự như thế. Chân số 9 nối chân 14. Đây số 9 nối chân 14, đúng không? Nối tương tự. 9 nối 14. Đấy. Đây là cái sơ đồ hiển thị LED Cooper 88888, đúng không? Đấy. Mấy cái dòng này chúng ta dùng để cắm LED vào. Và đây là sơ đồ mạch in của nó. Các bạn vẽ y hệt cái sơ đồ mạch in này cho mình, đúng không? Sơ đồ của cái khối hiển thị nó như thế này. Nghĩa là mặt in của sơ đồ khối hiển thị như in như này, các bạn sắp xếp y hệt như thế này cho mình. Đấy. Đây là một cái bảng báo cáo của bạn mình đã làm rồi, đã làm cụ thể rồi, đã chạy mạch cứng hoàn thành rồi, cho nên nó rất đáng tin cậy. Các bạn nối y hệt cho mình là sơ đồ mạch in của cái khối điều khiển, để mình thu nhỏ lại như bạn dễ thấy. Đây, khối hiển thị đây, khối điều khiển này, các bạn sẽ lắp trụ này, thạch anh này, C này,
Rồi này, các bạn nối tương tự như thế rồi. Nối IC, nối tương tự, không khác gì nhau. Và sau khi chúng ta làm rồi thì chúng ta sẽ chụp ảnh sản phẩm để chúng ta in vào cái báo cáo của chúng ta. Đây, chúng ta nối các con led lại với nhau. Ở dưới cái chân này. Ở dưới các chân này chúng ta sẽ cắm vào vào cái dâm này. Ở mấy cái đường dâm này. Đấy, chúng ta cắm vào cối. Mấy cái con siêu đây. Con siêu đây. Đây, nó vào đây. Chụp ảnh vào. Vậy thì làm như thế nào để các bạn nhớ được các khối của nó, chúng ta hiểu được nguyên lý của nó hiểu nguyên lý như thế nào thì gồm có ba khối: khối nguồn, khối vi điều khiển và khối hiển thị. Khối nguồn vai trò của nó là ổn áp và chức năng là chuyển đổi điện áp đầu vào khoảng là 7 đến 12 V cho đầu ra là 5 V. Khối vi điều khiển là khối sử dụng vi điều khiển bit để chúng ta xử lý chương trình, xử lý code để đi ra. Khối hiển thị là gồm 5 5 nhân 12 led. 512 led được ghép thành cái ma trận 888. Chức năng là nó hiển thị hiệu ứng một cách đa dạng. Ta xem lại nhá. Này mô đồ sơ đồ thực tế này các bạn đến 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 888. Đúng không? Đấy. Ở đây tương ứng các chân của nó. Ok. Thì chúng ta đã xong cái sơ đồ mạch nguyên lý các linh kiện sử dụng nguyên lý của mạch này. Và ở bài tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn là cách thức để chúng ta viết code để chúng ta chạy cái chương trình này, cái phần cứng này. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Và đừng quên rằng chúng ta còn có cái bài học thứ hai. Bài học thứ hai nó nằm ở trên kênh YouTube của tôi hoặc là ở ở cái nhóm Facebook của tôi. Ok, và chúng ta kết thúc bài học tại đây.